Chào bạn, bây giờ là chúng ta đang đến vòng làng, gọi là làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Đây là cái làng thổ cẩm của người dân tộc Chăm. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những sản phẩm của cái làng thổ cẩm này. Và bây giờ các bạn thấy rằng là cái này là cái cô người Chăm của dệt. Cô chào khán giả đi con. Chào tất cả khách đến tham quan làng nghề của Cẩm Chăm. Nơi đây là chúng tôi tập trung tất cả nghệ nhân về những cái sản phẩm giống như sản phẩm đang trưng bày. Và khách rất là ưa chuộng. Nếu mà khách có nhu cầu dệt cho khách tham quan coi thì tất cả nghệ nhân sẵn sàng. Cô nói địa chỉ ở nơi đây luôn để cho mọi người biết. Nơi đây là hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đây là bây giờ các bạn thấy các sản phẩm áo cho nhỏ này, cái này là dệt bằng tay này, rất là đẹp. Cái này là một loạt những cái quần áo bằng thổ cẩm của thanh niên, của người lớn. Cái tròn tay, cái tròn cho tay các chị em phụ nữ các bạn đó mà rất là thích cái những cái sản phẩm này. Chị phụ nữ ai cũng đang chọn một cái hết, mọi người đang chọn một cái rất là đẹp. Cả các bé Văn nhỏ cũng chọn nè. Bé Văn phát biểu đi, có cái cảm tưởng gì khi vào cái làng thổ cẩm này? Dạ, con thấy làng thổ cẩm này cho dù nghèo nhưng họ làm rất là khiêm tốn và siêng năng, còn hơn là những người mà giàu có. Rồi, cảm ơn bé rất là nhiều. Đây là những bạn đang lựa cái ba lô bằng thổ cẩm. Cái này đồng thời là túi du lịch nữa thầy ơi, như vậy nè. Túi du lịch nữa, đúng rồi. Túi nó sẽ rất là gọn. Đúng rồi. Cái này là con bé đeo rồi, cái là đeo. Rất là đẹp. Con bé con đeo. Ok. Các bạn thấy người đẹp ấn tiếp này. Cái đeo ba lô hình con voi này, các bạn thấy rất là tinh. Ok. Và đây là mình đi vào một cái gian khác. Các bạn thấy đang may này. Đang may này. Dụng cụ may này. Và bây giờ các bạn nhìn thấy một bạn nữ rất là xinh đẹp đúng không? Và đây, bạn đang may và dệt này. Những cái sản phẩm trên cái khung dệt này. Các bạn ơi. Bạn người mẫu người Chăm rất là xinh. Và bạn đang ở trên cái khung dệt. Và các bạn xung quanh là các bạn thấy cái máy dệt. Cái máy dệt các bạn thấy nó cái máy dệt các bạn thấy nó lạ chưa? Rất là lạ. Rất là đẹp và các bạn thấy đó. Hả? Rất là đẹp. Mỹ Nghiệp. Và các bạn thấy cô gái người Chăm đang ngồi trên cái chương trình này rất là xinh. Và các bạn thấy những cái sản phẩm từ cái khung cửa dệt. Các bạn có vài giây rồi đấy quay để bạn xem cái khung cảnh cái máy dệt, ví dụ như cái máy dệt tiếp theo nữa này, trên hình ảnh video quay các bạn có thể hình dung được. Thì đây là một trong những sản phẩm của họ. Và không dễ để chúng ta có được cái cô gái rất là xinh đẹp này nè. Đó là mẫu xem cái bức hình. Và một anh chàng trai người Chăm rất là hot boy đúng không ạ? Bạn có thể phát biểu một vài lời không ạ? Không. Phát biểu đi. Anh ta rất là mắc cỡ. Rất là xem. Bạn tên gì ạ? Phú. Bạn làm gì ở đây? Bạn làm việc gì đây?
hình đó. À, để chụp hình thôi. Ngày nào bạn cũng có mặt ở đây sao? Dạ. Không hả? Chỉ có ngày hôm nay mới có mặt ở đây. Bình thường thì bạn làm công việc gì? Làm công ty. À, làm công ty. Rồi ngày lễ thì mới về đây. À. Bạn muốn nói lớn lên một xíu bạn muốn nha. Bạn là một người rất là... Ok. À. Cho hỏi là bạn tên gì ạ? Dạ, em tên là Mỹ Tinh. Mỹ Tinh. À, bạn chuyên dệt cái này hả? Dạ không hả? Chứ sao? Hôm tới chụp hình. À, tới chụp hình, tức là chụp hình đám cưới. À, em là người Chăm hả em? À, rất là tuyệt vời. À, hôm nay chúng ta gặp được cái cô cháu người Chăm rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều.